Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Lan Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý vị với Cà Phê Sáng. Và sáng ngày hôm nay, Florida trở thành tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ đề nghị chích ngừa cho những trẻ em khỏe dưới 12 tuổi. Những trẻ em mà từ trước chưa được chích ngừa vì những mối quan tâm là ảnh hưởng hậu quả vân vân. Thì bây giờ mà điểm ngạc nhiên đó Ngọc Lan, là tiểu bang Florida là tiểu bang với ông thống đốc và đảng Cộng hòa mạnh mẽ lắm, họ thường không để ý chống lại chuyện chích ngừa rồi booster là họ không cần thiết. Vậy mà sáng ngày hôm nay tiểu bang Florida là tiểu bang đầu tiên đề nghị cho các em chích ngừa đó. Liên quan đến chuyện anh Thụy vừa mới nhắc đến chích ngừa, thì một lần nữa CDC đã đưa ra một cái thông báo mà muốn gửi đến tất cả mọi người liên quan đến chuyện chích ngừa. Đó là họ nhắc lại là mọi người từ 12 tuổi trở lên mà đã được chích ngừa rồi đó vẫn nên phải đi chích cái mũi booster. Hiện bây giờ đó thì có rất là nhiều cái tin đồn liên quan đến cái việc chích ngừa. Mặc dù ai cũng hiểu rồi, nhưng mà liên quan đến cái chuyện mà chích mũi thứ ba đó, thành ra người ta mới đưa đến cái chuyện mà họ phải đưa ra nguyên một cái thông báo liên quan đến chuyện này. Thực hư của chuyện này là như thế nào? Thứ nhất đó là họ nói là có cái tin đồn đó là chỉ cần khi mà yêu cầu tiêm cái mũi mà booster đó, tức là do cái vaccine nó không có hiệu quả. Thì cái câu trả lời cho cái vấn đề này, họ nói rằng là khoa học đã chỉ ra rằng là vaccine COVID vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng, phải nhập viện và tử vong. Do đó, vẫn yêu cầu là phải chích cái mũi booster. Cái tin đồn thứ hai đó, thì họ nói rằng là nếu những người nào mà đã chích ngừa rồi, hai chích mũi kia đó, thì không cần phải đeo khẩu trang nữa. Thì cái chuyện này mặc dù đến ngày hôm nay thì có nhiều tiểu bang đã hoàn toàn bỏ cái khẩu trang, nhưng mà cái lời giải thích của họ vẫn là cái chuyện mà đeo cái khẩu trang đó cho những người từ 2 tuổi trở lên thì nó vẫn có tác dụng tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mỗi người. Mặc dù là trên toàn liên bang thì cái việc mà đeo khẩu trang ngoài trời nó không có được yêu cầu nữa. Cái tiếp nữa là có tin đồn đó là có nhiều cách trị bệnh COVID-19 rồi nên không cần phải chích ngừa nữa. Cái tin đồn này như vậy thì cái câu trả uống lời thuốc, của sổ lại CDC có nghĩa là mặc dù là có nhiều cái biện pháp để mà chống COVID-19 nhưng mà cái tốt nhất á, vẫn là phải có chích ngừa bên cạnh là những cái thuốc mà điều trị cho COVID-19. Cái tin đồn tiếp theo là nói là người ta muốn là miễn dịch tự nhiên do nhiễm bệnh COVID thì sẽ tốt hơn là miễn dịch do chích ngừa. Tức là họ để cho mình tự mang bệnh. Thì cái sự thật là được giải thích rằng là các rủi ro mà do để cho mình bị nhiễm COVID-19 đó thì nó để lại những cái nguy hại rất là nhiều so với lại cái chuyện mà mình chích ngừa. Thì ai cũng đã biết rồi, bây giờ người ta đã nói đến cái chuyện là cái não của những người mà bị nhiễm COVID-19 đó, nó có thể nó bị tổn thương, không có thể giống như là chích ngừa được. Thì đó là những cái liên quan đến cái chuyện mà lý do mà tại sao quý vị cần phải chích ngừa COVID-19 mà mũi booster. Mặc dù bây giờ đã chích hai mũi rồi, nhiều người nói là không muốn chích mũi kia nữa, cho nên là họ không có để ý. Rồi thêm nữa một cái thông tin luôn cũng liên quan đến COVID-19, đó là hồi cuối tháng Giêng đó thì mình đã mỗi gia đình order để nhận một cái bộ mà kit xét nghiệm. Tôi vẫn chưa được. Có gì kỳ vậy? Lần đầu mỗi một bộ như vậy là nó có 4 cái mẫu thử. Thì không ngày có. Hôm qua đó, trưa ngày hôm qua thì đã có thêm một cái lần được phép order lần thứ 2. Đó, có nghĩa là quay lại quý vị chỉ cần vô cái website là covidtest.gov đó, gov, là quý vị order rất là lẹ, chỉ cần bấm vào trong này xong rồi cái mình điền cái thông tin vào tên, địa chỉ,
nơi nào để ship đến, xong rồi check out, tất cả là zero đồng. Xong. Tức là ngày hôm trước là một lần rồi, và bây giờ từ chiều ngày hôm qua là lần thứ hai. Thì quý vị nào có nhu cầu đó thì mình cứ order cái này free của chính phủ mà. Thì mình để ở nhà, khi nào có cảm thấy là người hơi mệt mỏi một chút thì mình lấy ra mình thử coi có bị Covid hay là không. Tất cả là hoàn toàn là miễn phí. Hôm qua tôi đi 7-Eleven và mới vào mở cái cửa ra thì thấy trên cái cửa để nguyên một cái tấm bảng như thế này: tại đây có bán bộ xét nghiệm 24 đồng 99. Thế này, lấy cái này thì hoàn toàn miễn phí thôi. Nhưng mà Ngọc Lan nhắc lại, đây là cái bộ thứ hai rồi. Cho nên là nhiều người nói ốm trước tôi lấy rồi, giờ không, bây giờ lần thứ hai được. Mình lâu lắm rồi tôi không thấy bộ xét nghiệm gì hết. Kì, không biết mình có order lại đi. Bây giờ mình không order, bây giờ mình có vô chỗ nào mình lấy free được không ta? Không thấy, chỉ có thấy là hoặc là quý vị vào trong ngay website này, hoặc là gọi một cái số điện thoại để mà người ta gửi về. Hiện bây giờ đó, kỳ rồi đó là thì Tổng thống Joe Biden là cho order là 500 triệu bộ đúng không? Nhưng mà đến bây giờ đó thì số người mà ghi danh để mà nhận cái này mới có 300 triệu thôi, cho nên là còn 40% chưa có nhận. Cho nên mới cho cái rào thứ hai. Hôm cuối tuần tôi đi lái xe, tôi nghe được câu chuyện rất là vui, và chính mình cũng thắc mắc luôn nữa, và đặt câu hỏi này với quý vị, với Ngọc Lan nha. Bây giờ không cần mang khẩu trang nữa thì cái khẩu trang dư mình làm gì? Câu hỏi hay ghê không? Câu hỏi nửa đùa nửa thật á. Thì mình mới thắc, đúng đấy. Ở trong nhà tôi còn bả mấy hộp khẩu trang luôn nữa. Thì trong đầu tôi chỉ có mỗi một cái duy nhất thôi đó, là sẽ phải sử dụng cho hết, bằng cách mỗi khi mà lau chùi hoặc là đi thổi bụi đó ở ngoài đó là mang khẩu trang. Thực sự là vậy. Như vậy cái khẩu trang mà dư cả bao nhiêu trăm triệu trên khắp nơi, có nhiều. Quý vị tưởng tượng ở nước Mỹ này bao nhiêu khẩu trang, tiệm nào cũng có khẩu trang rồi, văn phòng cũng có khẩu trang. Mà cả 1-2 tuần lễ nay rồi, kể từ khi California là cho phép chúng ta không cần mang khẩu trang nữa, lẽ đương nhiên vẫn có người mang khẩu trang để. Mà chưa kể đó, đâu phải là mỗi lần mình mang khẩu trang mình vứt đi đâu, giữ lại. Nhiều người họ giữ lại, họ để tiếp tục mang, bởi vì cũng thấy tiếc, bởi vì quý, thấy trong thời gian, bởi vì tâm lý bị ảnh hưởng lúc mà đang khan hiếm đó, khó mua. Cho nên chúng ta sử dụng vài lần, thay vì họ nói một lần là phải vứt đi, nhưng mà chúng ta sử dụng vài lần, cho nên cái chuyện đó còn dư thừa nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra? Và khẩu trang có đát không? Tức là có ngày hết hạn không? Có chứ. Nhưng mà Ngọc Lan nghĩ như vậy nè, thật ra cái khẩu trang á, trong thời gian qua đó, nó còn trở thành là một cái cứu cánh của nhiều người. Là bởi vì đó, nhất là các cô, nhiều cô bước ra ngoài đường thì phải make up và làm đẹp. Bây giờ khi mà có khẩu trang á, chùm vô một cái, thế là người ta đâu có thấy mặt mình, đeo vô thấy cái kính đen bự nữa, không thấy cái mặt mình nó làm sao hết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đôi khi có những người, thí dụ họ bị mụn, bị cái gì trên mặt đó, đôi khi không đẹp đúng không, hồi đó không có khẩu trang đúng thì rồi, phải tiệm này che, bây giờ trời dễ quá, bịch nó lên, thế là xong. Cho nên là khẩu trang có những người là mới vẫn vừa sẽ còn tiếp tục dùng, chích môi dày lên hoặc là mũi gì đó, mang tạm thời ra đó, đường đó, để đó, thật nhanh thôi. Người ta không biết là trong mặt mình là như thế nào, nghĩ là mình đang cẩn thận. Hồi nãy tôi có nhắc cái chuyện mà giá dầu tăng và có nguy cơ là tăng thêm nữa trong ngày hôm nay, mà dầu tăng như thế là cái giá xăng nó lại vọt lên như thường. Câu hỏi đặt ra là nhiều câu hỏi lắm, tại sao mà giá xăng nó tăng nhanh như thế. Thì một chuyên viên về giá cả cũng như thị trường xăng dầu của AAA, thường chúng ta hay nghe nói một tổ chức chuyên môn theo dõi và có cả bảo hiểm nữa cho khách đi đường, tài xế. Và thường thường đó, mỗi một mùa sắp tới đây nè, mùa xuân thí dụ như vậy đó, mùa xuân bước vào thì spring break, thì bà con sẽ lên đường đi. Thì thường thường chúng ta thấy các cuộc thăm dò của AAA đó, họ đưa ra, họ nói mùa này sẽ có khoảng 2 triệu, 3 triệu người sử dụng máy bay, 50 triệu người sẽ đi bằng đường bộ và lái xe với khoảng cách từ 50 dặm trở đi. Thì AAA họ nói lý do mà giá xăng tăng vọt như thế, bởi vì chúng ta, cái trữ lượng dầu của Hoa Kỳ bơm á, nó không thể tăng trong vòng một ngày được. Cũng phải cần thời gian, và thậm chí có những
cái nơi mà khai thác dầu đó, họ khai thác hết công suất rồi. Cho nên vì thế cái chuyện mà hết công suất nhiều nơi cũng thế, không thể mà nói rằng Ả Rập sớm bơm ngang lập tức đi, trong ngày hôm nay là bơm thêm 1 triệu hay 2 triệu thùng dầu. Ả Rập nói không, chúng tôi bơm hết công suất, bởi vì trong thời gian qua đại dịch đó, thế giới sử dụng dầu nhiều quá, cho nên chúng tôi không thể nào bơm thêm cái số lượng mà nước Mỹ hoặc là châu Âu đang cần. Và vì thế trong đêm là giá xăng tăng vọt. Và giá xăng tăng như thế này, hôm nay có các chuyên gia kinh tế họ tiên đoán là trong thời gian tới mỗi một gia đình sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền nữa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.